Xin kính chào quý vị và các anh em tiếp tục trở lại kênh Điện tử Tám Hoa, địa chỉ tại trung tâm thị tứ xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Và với video tiếp theo này, em làm một cái video test thử chất âm một cặp loa bãi Mỹ. Như trên là màn hình của quý vị và các anh em. Đây là một cặp loa bãi có tên là PV. Mã sản phẩm này là DJ55. Loa được thiết kế một bát 40 ở trên thân thùng và một chép kèm. Từ của bát là từ 22 chạy côn 100, màng giấy gân vải. Thì với cặp loa bãi PV mã sản phẩm là DJ55 thì ở cái video trước em đã làm một cái video tháo mở ra để kiểm tra. Quý vị và các anh em chúng ta cũng đã cùng ngắm nhìn cái cặp loa bãi PV bát 40 từ 22 côn 100. Màng giấy gân vải và vỏ thùng là bọc lì. Đây là cái mặt sau này. Mã sản phẩm là DJ55. Công suất của loa là 700W mỗi thùng. Loa trở kháng 8 ohm. Hai cổng kết nối bằng hai cái jack 6 ly. Và hai cổng jack 6 ly. Không có cổng hỗ trợ bằng jack lưu trích. Cặp loa PV DJ55. Cặp loa này thì nó còn khoảng trên 60% độ mới, trên 60%. Với chiếc này thì nó bị mất một cái thanh này nè. Quý vị và các anh em nhìn. Quả này nó bị mất. Thì với giá của cặp loa này là giao bán cho quý vị và các anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Với cặp loa này với giá của nó là 13 triệu đồng đã bao ship toàn quốc cho quý vị và các anh em. Và quý vị và các anh em chỉ cần bỏ ra 13 triệu đồng đã nhận được một cặp loa bãi Mỹ PV DJ55. Và loa bát 40 từ 22 côn 100, một chép kèm. Đó. Với cặp loa này thì nó thiên về phần bát là nhiều, bát đánh rất chắc và sâu các bạn. Với cặp loa này bát, hai tiếng bát của nó đánh cực chắc luôn và sâu. Đó. Vâng, 13 triệu đồng nhá. Quý vị và các anh em mà có nhu cầu xin hãy liên hệ cho Điện tử Tám Hoa theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Vâng, PV DJ55. Vâng, em đánh với một con đẩy bãi LA600, đẩy 2 kênh. Vâng, chiếc đẩy bãi LA600 giá 4,7 triệu. Quý vị và anh em có nhu cầu cũng hãy xin hãy liên hệ cho Điện tử Tám Hoa với một chiếc vang cơ ở bên trên Xantech 5G giá 3,2 triệu. Đó. 13 triệu đồng với cặp loa bãi PV. Và sau đây em test thử để cho quý vị và các anh em chúng ta cùng trải nghiệm chất âm của cặp loa bãi Mỹ PV. Và cặp loa này nó thiên về phần bass nhiều nhá.